Xin chào anh chị, mình đã quay trở lại với căn nhà đất Trang Anh. Hôm nay em đi quay và giới thiệu đến cho anh chị á một căn nhà bên em mới xây dựng xong. Và căn nhà này thiết kế theo phong cách hiện đại nha anh chị. Đó, diện tích của căn nhà này là ngang 5, dài 20, 100m² sàn nha anh chị. Một trệt một lầu có 4 phòng ngủ và có 2 nhà vệ sinh. Căn nhà này được tọa lạc ngay vị trí vòng xoay Tân Kim, đường quốc lộ 50 gần cầu Ông Thìn. Và từ vị trí này, anh chị mình di chuyển về quận 8, quận 5, quận 10 mất từ 25 phút chạy xe. À, khu dân cư đông đúc anh chị nha. Đường trước nhà là đường 3m. Căn nhà này thuộc hướng đông bắc nha anh chị. Ở ngoài cổng này phía bên trái là bờ rào này. Và bên này có một cái vòng cổng, mình di chuyển vào trong sân của mình nha. Ở ngoài này cũng được ốp gạch, cao lên khoảng 1m. Nền nhà rất là cao. Và cửa sắt 4 cánh, mình di chuyển vào trong sân nha anh chị. Và khu vực sân này anh chị về mình đậu được rất là nhiều xe máy luôn. Và hai bên được ốp gạch tường cao lên khoảng 2m. Ngoài pano này được ốp gạch cao lên đến trần nhà. Và ngoài này có 3 cái đèn led lên ánh sáng về ban đêm luôn. Rất là sạch sẽ và sang trọng luôn nha. Căn nhà thiết kế theo phong cách hiện đại nhất bây giờ rồi. Và căn nhà sổ hồng riêng, có hỗ trợ vay ngân hàng đầy đủ nha anh chị. Cửa sắt 4 cánh, tính cường lực, mình di chuyển vào trong phòng khách nha. Cửa sắt có những họa tiết hoa văn được sơn màu vàng và màu xám xen kẽ nhau, nhìn rất đẹp. Trong phòng khách này thì rất là rộng rãi luôn. Và bên tay trái đây là được trang trí những cái tấm nhựa giả gỗ, giả đá, nhìn rất là đẹp. Trần thạch cao, đèn led âm trần và có cái đèn chùm nữa. Rồi bên kệ, chỗ kệ tivi là có một bộ tủ. Đó, bộ tủ đây, mình bỏ tivi ở khu vực này nha. Dưới chân cầu thang, bên chủ nhà cũng thiết kế có hai cái tủ đựng đồ đây ha. Đó, đựng đồ trang trí, mình bỏ đồ trang trí ở khu vực này nha anh chị. Cầu thang kính tay cầm gỗ, mình di chuyển lên trên lầu. Có 3 phòng ngủ và có một nhà vệ sinh. Và đây là không gian phòng bếp nha anh chị mình. Không gian phòng bếp có tủ bếp dưới, tủ bếp trên và trần thạch cao, đèn led âm trần. Có cả quạt trần nữa. Rất là thoáng mát. Mặt bếp bên em ốp đá nha anh chị mình. Rồi phía trên này được dán kính này, để anh chị mình, cô chú chị mình dễ dàng lau chùi. Các tủ bếp là bằng ván ép nha. Bồn nước inox 304. Điện nước căn nhà này đã kéo vào tận nơi hết rồi. Mình về mình chỉ có sang tên cho mình thôi. Khu vực phòng bếp này được ốp gạch cao lên 1m4. À, và dưới tầng trệt của căn nhà này có một phòng ngủ chiều dài tận 20m, là đương nhiên là sẽ có phòng ngủ dưới tầng trệt rồi. Phòng ngủ á, mình đi di chuyển vào á, là cửa nhôm sinh pha kính mờ. Và không gian phòng ngủ có cửa sổ luôn, ốp gạch tường xung quanh cao lên 1m4, trần thạch cao, đèn led âm trần. À, gạch sàn thì được lát gạch giả đá, gạch khổ 90 nha anh chị mình. Rồi đây là cái sân sau này. Sân sau này anh chị về mình phơi quần áo này. Và ốp gạch cao lên xung quanh rồi. Đó, khu vực sân sau này rất là thoáng mát luôn. Có phòng vệ sinh. Phòng vệ sinh bồn cầu, labo, vòi sen nóng lạnh đầy đủ luôn. Ốp gạch cao lên đến trần nhà luôn anh chị mình nha. Có một cái đèn led để ánh sáng và cửa nhôm sinh pha, mình di chuyển vào trong phòng vệ sinh này. Đây có một cái ống nước vào, ống nước ra. Anh chị mình có thể mình bỏ một cái máy giặt ở khu vực này cũng được, hoặc là anh chị mình bỏ một cái labo rửa tay ngoài này cũng được nha. Rồi tiếp tục mình sẽ di chuyển lên trên lầu, mình sẽ khám phá trên lầu 1 nha anh chị mình. Cầu thang kính tay cầm gỗ, mình di chuyển lên trên lầu. Khu vực cầu thang này có một cái giếng trời lấy ánh sáng tự nhiên vào trong nhà của mình. Và có một cái đèn trợ sáng khu vực cầu thang. Các bậc cầu thang rất là vừa bậc luôn. Di chuyển nội thất lên trên lầu 1 đó một cách dễ dàng nha. Trên lầu 1 này á, được lát gạch khoảng khổ 60 nha anh chị mình. Và chỉ ốp gạch chỉ bên tường thôi. Có 3 phòng ngủ và có một nhà vệ sinh. Mình sẽ khám phá cái phòng vệ sinh đầu tiên. Phòng vệ sinh này có bồn cầu, labo, vòi, sen đầy đủ. Ốp gạch cao lên đến trần nhà. Có một cái cửa sổ lên sáng lấy gió và thoát thông thoáng mùi nha. Rồi tiếp đến đó là cái phòng ngủ thứ nhất trên lầu 1. Phòng ngủ này rộng rãi lắm nha anh chị mình. Mình bỏ giường, tủ quần áo và một bàn làm việc là vô tư. Trần thạch cao mát mẻ và có cửa sổ luôn.
cửa nhôm sinh pha, mình di chuyển vào trong tất cả các phòng ngủ. Rồi tiếp đến đó là cái phòng ngủ thứ hai, cũng y chang như phòng ngủ kế bên. Đã, bỏ giường, tủ quần áo và một bàn làm việc là vô tư, đã đi dây ống đồng máy lạnh sẵn rồi. Rồi tiếp đến đó là cái phòng thứ ba. Cái phòng này thì có một cái cửa sổ này và một cái cửa sắt bốn cánh, mình di chuyển vào ra cái ban công của mình nha anh chị mình. Trần thật cao, đèn led âm trần. Rồi mình sẽ di chuyển ra không gian ban công nha. Ban công này là ban công bằng sắt này, lan can sắt, rộng hơn 1 mét luôn, rất là thoải mái. Anh chị về mình trang trí hai chậu cây hai bên này rất đẹp luôn nha. Và căn nhà này có diện tích là ngang 5 mét, dài 20 mét, được thiết kế là một trệt một lầu, có 4 phòng ngủ và có 2 nhà vệ sinh. Căn nhà được tọa lạc ngay vị trí vòng xoay Tân Kim, quốc lộ 50, cầu Ông Thìn. Và từ vị trí này di chuyển vào quận 8, quận 5, quận 10 mất từ 25 phút chạy xe. Căn nhà hướng đông bắc nha. Và căn nhà này hiện tại bên đang bán với giá là 2 tỷ 500 triệu. Còn thương lượng cô chú chị nào mà mình đang quan tâm một căn nhà như thế này thì hãy liên hệ đến số 0783620303 để em tư vấn và sắp xếp mình xuống đây mình cùng xem nhà này nha. Và đăng ký kênh em để xem thêm nhiều nhà, nhiều đất mới nha. Xin chào.